Xin chào quý anh chị, hôm nay em xin giới thiệu đến quý anh chị một dòng xe Toyota Innova được sản xuất vào năm 2021. So với những cái phiên bản trước á, thì phiên bản năm 2021 đã được đổi mới trong thiết kế cũng giống như là nhìn trẻ trung và năng động hơn. Thì Toyota Innova được sản xuất vào năm 2021 dần lấy lại cái vị thế trong phân khúc MPV đã rơi vào tay của Mitsubishi Xpander vào vài năm trước đó. Đạt cũng có tìm hiểu về cái mẫu Innova 2023, nhưng mà theo nhà sản xuất công bố thì cái Innova 2023 sẽ sử dụng khung gầm liền đó, đồng thời là sẽ dẫn động cầu trước, không còn dẫn động cầu sau và cái khung gầm rời như Innova 2021 nữa. Vì thế mà những cái tín đồ của Innova cũng sẽ e dè trước cái sự xuất hiện của dòng All New Innova 2023 này. Do đó Innova 2021 vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho những cái tín đồ Innova ở Việt Nam. Và rồi thì hôm nay Đạt xin giới thiệu với quý chị một mẫu xe Toyota Innova được sản xuất vào năm 2021 vừa cập bến bên Toyota Hiroshima tình cảnh bên đẹp. Hiện tại là xe mang biển số Sài Gòn là quý chị 51H, gốc Sài Gòn luôn. Thì nếu quý chị nào mà mình có hộ khẩu ở Sài Gòn nhưng mà mình mua xe thì mình sẽ tiết kiệm được khoảng 20 triệu tiền biển số nha quý chị. Tại thì chỉ mới đi được 30.000 cây số mà thôi. Xe đăng ký lần đầu vào tháng 1 2020 thì có nghĩa là tới tháng 1 năm 2024 thì mình sẽ hết hạn thời gian 3 năm bảo hành, đồng thời theo đó là 100.000 cây. Thì hiện tại xe này chỉ mới đi được khoảng 30.000 cây số thôi quý anh chị, thì dẫn tới là mình còn thêm 70.000 cây bảo hành nữa trong vòng thời gian là 3 năm. Xe này đang được Toyota Hiroshima Tân Cảng bên đẹp chào với mức giá là 718 triệu. Thì với cái mức giá là 718 triệu mà xe sẽ được sản xuất vào năm 2021 nữa, thì bên công ty tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên tới là 75% giá trị xe, và đồng thời là trong vòng 6 năm nha quý anh chị. Đó, thì với cái mức hỗ trợ này thì quý anh chị chỉ cần đưa trước là 250 triệu đồng thì mình có thể là lấy xe về được rồi nha quý anh chị. Tiếp theo là xe còn đăng kiểm tới tháng 7 năm 2023. Thì mình có thể là khi quý anh chị mua xe thì mình sẽ tiết kiệm được cái phí đăng kiểm này nha. Phí đăng kiểm là 340.000 và cái phí đường bộ là tới tháng 1 năm 2022 là đã hết hạn rồi. Quý anh chị nào mua xe bên Đạt vào cái tháng nào thì Đạt sẽ bù cho quý anh chị cái phí đường bộ tới tháng đó cho quý anh chị nha. Thì bây giờ Đạt cùng mời quý anh chị mình đi cùng đi khám phá chi tiết về xe. Coi sau 1 năm sử dụng thì xe Innova được sản xuất vào năm 2021 này nó còn gì. Đây là phiên bản số sàn nha quý anh chị. Rồi mình cùng đi khám phá về xung quanh xe, coi đây là tổng quan một chút. Đây là tổng quan xe Innova được sản xuất vào năm 2021 phiên bản số sàn nha quý anh chị. May một màu trắng ngọc, trắng bình thường thôi, cái này không phải là trắng ngọc trai đâu. Bốn lớp theo xe vẫn còn zin nhau quý anh chị, và đặc biệt á là cái lớp sơ cua vẫn chưa có sử dụng luôn đó. Thì bốn lớp được sản xuất vào tuần thứ tư của năm 2020 đây nào quý anh chị, tuần thứ tư của năm 2020. Thì mâm này nó cũng đã được đặt cách so với cái thế hệ trước rồi đó, nó được làm một cách gọi là tỉ mỉ hơn, châu chuốt hơn. Thì mâm này là mâm 16 inch nha quý anh chị. Rồi để Đạt quay cho quý anh chị xem cái lớp sơ cua vẫn chưa có sử dụng nè, vẫn còn được một cái đường chỉ xanh và một cái đường chỉ đỏ ở trên cái mặt lớp luôn. Đây đó quý anh chị thấy đường chỉ đỏ không? Rồi tổng quan thì bên ngoài xe thì cũng bên Đạt về á thì xe này cũng đã có sơn lại rồi nha quý anh chị, chứ không phải sơn. Thì cái vị trí mà sơn lại á là cái kẽ đây nè, đây nè quý anh chị. Đây, thường thì cái này sơn như Đạt cũng có nói vài lần rồi trên những cái video trước á, là khi mà người thợ người ta không tháo cái cảm biến này ra thì khi sơn thì sẽ để lại cái lớp sơn ở trên cảm biến nè quý anh chị. Đó, bây giờ mình cạo ra thì nó mới thấy được cái ron cao su nè. Ron này bị dính cái lớp sơn nè, bây giờ cạo ra thì thật ra để cái lớp sơn vậy mình sẽ thấy nó mất cái vẻ thẩm mỹ lắm quý anh chị. Đó. Thì cái này là bên Đạt sẽ xử lý lại.
chẳng hạn như cái phần này nó bị trầy nè, thì bên đẹp đã đánh dấu để xử lý lại cho quý anh chị nha. Xe này thì mới về bên đẹp luôn, chưa có làm đẹp marukuri gì hết, nên là nó vẫn còn rất là dơ. Nó chỉ dơ thôi chứ nó không có phải là bị tai nạn đâm đụng gì đâu quý anh chị ạ. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi đến cái phần nội thất của xe nha quý anh chị. Đây là quý anh chị, xe chỉ mới đi được 30.011 km nha quý anh chị. Xe thì đã được lên được cái màn hình DVD nè, cái màn hình là theo xe luôn á quý anh chị. Điều hòa thì vẫn chỉnh cơ, nhưng mà nó được là điều hòa hai cùng. Tần số nào quý anh chị, thì tần số này vẫn còn rất là đẹp nha. Đó, không bị, không giống như những cái vị trí nó sẽ, cái vị trí này vị trí nó bồng đều luôn nào quý anh chị. Đó, xe thì sử dụng van tay cơ nè. Thì ở bên phía cái tốc lô bên phải thì nó có vài cái vết trầy. Thì cái vị trí này thì chắc có thể là do mà khi mà mình mở cái hộc ra quý anh chị, đó, móng tay mình cạ lên chỗ này dẫn đến là nó bị trầy thôi. Xe thì vẫn còn giữ nguyên là ghế nỉ luôn nào quý anh chị. Đó, xe vẫn chưa bọc lại ghế, vẫn còn là ghế nỉ nguyên zin theo xe. Ghế này thì màu nâu nha quý anh chị. Mọi nội thất là mà tapi, cái tapi cửa cũng vậy, cũng là màu nâu luôn nè. Tapi cửa cũng là màu nâu. Đó, kèm theo là xe đã được lên được cái bọc trần, bọc trần bằng ni lông nào quý anh chị, để giúp bảo vệ cho cái trần nỉ, bằng trần nỉ của mình nó không bị dơ. Đó. Không gian nội thất thì rộng rãi bậc nhất phân khúc rồi, nên cái vấn đề mà quý anh chị mua Innova thì quý anh chị có thể là yên tâm về khi mà xe này được đăng ký tới 8 chỗ, khá là rộng rãi nha quý anh chị. Đó. Xe thì được lên một cái bọc simili cái sàn nè quý anh chị. Đây nè, cái sàn này nếu mà zin của nó là sàn nỉ thì người chủ cũ người ta đã lên được cái lót sàn simili để tránh dơ cái sàn nỉ này. Kèm theo đó là một cái tấm lót sàn này nè, là khi mà quý anh chị đi chân mình có đá có đất như thế này nè quý anh chị, đất rồi nó sẽ rơi vào trong này thì mình sẽ dọn dẹp nó sẽ dễ dàng hơn nha. Một số cái tính năng an toàn chẳng hạn như là phanh ABS nè, kiểm soát lực phanh đó, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử vân vân. Đó, xe thì 7 túi khí quanh xe nha quý anh chị. Thì đặc biệt một cái là tất cả cái dây xích beo nè đều là an toàn 3 điểm hết, cả 8 vị trí trên xe luôn nha quý anh chị. Đó. Phần cốp thì cũng khá là rộng, mình gặp hết cái hàng ghế thứ ba xuống luôn á, thì mình sẽ được một cái khoang chứa đồ rộng khoảng, chiều rộng khoảng là 40 cm nha quý anh chị. Đó, thì nó cũng khá là rộng rãi để mình có thể là chất những cái đồ dùng mà cần thiết khi mà mình có những cái chuyến hành trình xa nha quý anh chị. Thì vẫn là cúp cơ tay bình thường thôi quý anh chị, không phải là cúp điện gì đâu. Rồi cúp sau nè quý anh chị, cúp sau thì vẫn chưa có cái dấu hiệu tháo rã ra để mình làm đồng lại cái cốp nha. Đó, keo chỉ thì vẫn còn nguyên zin hết nha quý anh chị. Đó, thì về bên đây thì bên đây sẽ xử lý lại những cái vị trí đánh dấu này nè. Rồi thì gai lốp thì nó vẫn còn đều thôi, vẫn còn chắc khoảng hơn 60 đến 70% thôi quý anh chị. Thì chắc xe này đi đường xấu khá là nhiều á. Nứt này nè quý anh chị, gầm là rất là đẹp nha quý anh chị, bên trong nè gầm á. Cái chassis này nối từ trước tới sau. Thì cái chassis này trên cái dòng Toyota Fortuner và Hilux đó quý anh chị, thì sử dụng chung một cái khung gầm luôn nha. Nó sử dụng chung một cái phiên bản khung gầm toàn cầu luôn á. Đó, ghế thì vẫn là ghế nỉ bình thường. Xe thì cũng đã được lên những cái ốp bật ngay chỗ cái vị trí cái lường nè quý anh chị, để tránh cái việc mà mình đi lên đi xuống trầy cái lớp sơn của mình đi. À, thì xe này hiện tại là nó bị bể một cái đèn đây nè, nó bị bể một cái đèn
ở trên cái đèn xi nhan, ở trên cái gương hậu á bên trái, thì bên Đạt sẽ thay lại cái này. Đó. Một vài cái đặc điểm nữa mà cái dòng Toyota Innova phiên bản E này á, phiên bản 2.0E nó khác với những cái phiên bản chẳng hạn như là R, Venturer hoặc là V á, là ngay cái tay nắm cửa này quý anh chị, nó không có được ốp một cái ốp bạc chrome vào đây, nó vẫn chỉ là bằng nhựa bình thường và sơn giống như cái màu của cái xe mà thôi. Đó. À, rồi bây giờ Đạt mời quý anh chị cùng nhau kiểm tra về cái khoang động cơ. Coi mỗi xe sau một năm rưỡi, hơn một năm sử dụng thì khoang động cơ nó có những dấu hiệu bất thường không nha quý anh chị. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đi vào nắp capo nè. Nắp capo vẫn còn nguyên zin nè quý anh chị, không có dấu tháo, không có dấu chạy lên cái nắp capo, thì có nghĩa là nắp capo này vẫn còn nguyên zin, vẫn còn nguyên zin nha quý anh chị. Đó, chưa có sơn lại luôn. Đây. Rồi, động cơ nè, những cái con ốc bảy màu đây nè quý anh chị, nó vẫn còn rất là đẹp luôn, rất là sáng luôn, cái này rửa ra rất là sáng luôn. Đó, tem mát vẫn còn zin nè quý anh chị, tem mát vẫn còn nguyên, chưa bong tróc. Đó. Cái bình dầu trợ lực lái nè, nó vẫn rất còn là đẹp luôn nào quý anh chị. Xe mà khi bên Đạt Toyota Hiroshima Tân Cảng bán ra cho quý khách hàng quý anh chị, thì bên Đạt sẽ cam kết quý anh chị là xe đã được kiểm tra 176 hạng mục theo tiêu chuẩn của Toyota. Thứ hai là xe chưa từng bị đâm đụng nặng ảnh hưởng đến kết cấu xe. Thứ ba là xe động cơ thì chưa bị đại tu, chưa bị ngập nước thủy kích. Thứ tư là xe đã được kiểm tra và làm đẹp Maruguri độc quyền theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Dạ rồi, nếu như mà quý anh chị nào mình đang có nhu cầu tìm hiểu về xe, nhu cầu xem xe hoặc là cần báo giá lăn bánh á, thì quý anh chị vui lòng gọi vào số hotline 0932 192 611. Đạt sẽ hỗ trợ quý anh chị. Còn không, quý anh chị cứ để lại số điện thoại của mình trên cái phần bình luận của YouTube á, Đạt sẽ chủ động liên hệ lại quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã cùng theo dõi video này của Đạt. Chúng ta cùng đi thôi. Cái sao chưa? Ini sudah sangat baik.